Cái bài 491 của chúng ta cho của cái bài 4 đề 2. Thì ở bài toán này thì chúng ta sẽ có một số cái như sau. Cái bài này thì chúng ta xác định bài toán là cho ta thực hiện input của bài toán là ta thực hiện nhập A1, B1, A2, B2 và output của bài toán là ta đưa ra phân số. Đã rút gọn rồi, thuật toán để giải bài toán này thì các bạn nhận thấy đây là một cái bài toán khá dễ về cái áp dụng giải thuật Euclid để tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương U và V. Vậy thì bước 1 thì ta sẽ thực hiện là nhập A1 nào Khánh tập trung để tua nhanh cái bài này. Ông Hữu Đức ở lại tí nữa chưa, cái đề kia cho ông. Ok Nào Khánh tập trung nghe giảng bài này nhá. Bài 4 đề 2. Ở bài này yêu cầu là hãy thực hiện rút gọn phân số tính tổng hiệu tích thương. Ở bài này nó chỉ là phép toán cộng hai phân số. Vậy thì ta có bước 2, ta tính tử số và mẫu số. Chúc Ngọc Anh quan sát ở bài này luôn. Khi làm ở cái bài toán là cộng phân số bài số 4 đề 2 này thì các bạn hay bị sai ở chỗ này. Các bạn khai báo một cái biến long long thì nhân phân số lên, ta có A1 nhân B2 cộng A2 nhân B1 thì nó sẽ bằng là 1 LL nhân A1 cộng B2 nhân B2 cộng với 1 LL nhân với A2 nhân với B1. Ngô Anh quan sát nhé, để khi này khi cô có cái dòng này chưa, có cái này chưa nào, nhân nhưng ép kiểu dữ liệu sang long long. Việc nhân mà không có long long này thì chạy chắc chắn chỉ được dưới 50% điểm của bài đấy. Đấy. Bởi vì khi ta nhân ta ép kiểu dữ liệu, đây chính là cái nhóm bài 1. Mẫu số của ta thì sẽ bằng là B1 nhân B2. Vậy thì khi code các bạn ghi 1 B1 nhân B2 như trên là chưa đạt yêu cầu. Các bạn lấy 1 LL nhân với nó nào. Mẫu số các bạn cũng sẽ bị xét sai nếu chưa ta chưa ghép ép kiểu dữ liệu nhé. Ta đừng nghĩ ngây thơ quá, nếu không là eo. Vậy bây giờ ta sẽ rút gọn phân số. Thầy khai báo một cái biến long long, thầy gọi P là bằng là ước chung lớn nhất. Ta có hàm GCD hoặc là các bạn tổ chức hàm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương tử số và mẫu số. Hàm GCD dùng để làm gì Khánh? GCD dùng để làm gì? Đấy. Như vậy ở cái bước thứ ba ta sẽ thực hiện là rút gọn phân số. Để rút gọn phân số thì ta nhận thấy tử số của mình sẽ bằng là tử số chia nguyên cho P. Mẫu số thì bằng mẫu số chia nguyên cho P. Hãy lưu ý rằng cái ước chung lớn nhất này phải tính trước. Bởi vì nếu ta rút gọn tử số rồi thì mang tử số này đi tìm ước chung lớn nhất với thằng mẫu số mới, mẫu số cũ thì nó không còn đúng nữa. Được chưa? Ở trong Pascal thì các bạn sử dụng câu lệnh deep để thực hiện. Vậy thì ta sang bước 4. Ta đưa kết quả ra. Đưa tử số và mẫu số ra. Nhớ thêm cái dấu chia cho nó đẹp. Ví dụ ở đây ta có cout tử số. Cách mở ngoặc cái chia đấy, sau đó mẫu số. Ở bài toán này thì người ta cho số các số nguyên dương nên tổng của phân số là số nguyên dương. Được chưa? Còn nếu không thì ta sẽ xét dấu của biểu thức. Như vậy trên đây thì thầy trò mình đã giải quyết xong được cái bài số 4. Bài này thì cho nó đặt ở vị trí bài số 4, nó khá dễ. Tuy nhiên thì bài này đa số các bạn thí sinh đi thi làm không đạt điểm tối đa. Lý do là không ép kiểu dữ liệu cho các cái biến trung gian này. Được chưa? Rồi, đó là cái bài này. Và
Như vậy thì với cái bài toán này thì chúng ta thử xem bài 491 có những bạn nào đã nộp lên server. Các em lưu ý toàn bộ các em phải nộp làm đầy đủ các cái bài này. Rồi có bạn Duy đã gửi bài nộp lên đây. Các bạn lưu ý các bạn khác cũng nộp bài rất tích cực và các em cũng cần nộp tích cực. Xem có ai nhỉ? Có Tuấn Anh nhỉ? Có Tú. Mỗi bạn cũng sẽ làm theo có Minh Đức. Rồi. Không có rất nhiều các bạn khác. Có Huy. Đây ví dụ như chẳng hạn bạn Huy bạn làm như thế này là không đạt được điểm tối đa, mọi người biết tại sao không? Đây chỗ này bạn không ép kiểu dữ liệu lên. Đấy. Được chưa? Xong khai báo AB là nó thì thông thường kiểu dữ liệu loại là gì ta khai báo loại đấy. Đây bởi vì sau này ta viết ứng dụng cho khách hàng dùng, ta không thể mọi thứ long long nó cài điện ứng dụng trên điện thoại. Chạy xong cái hết 2GB bộ nhớ thì khi đó ứng dụng của các em ta phải tối ưu bộ nhớ. Rồi. Như vậy thì ta đã xong được cái bài cuối nhá. Bài số 4 của đề số 2. Chúc các bạn thành công.